Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn chủ trì hội nghị giao ban giữa các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, thẩm định phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hồ sơ quy hoạch tỉnh Hưng Yên được hoàn thiện và trình Hội đồng Trung ương thẩm định quy hoạch tỉnh từ đầu tháng 6 năm 2023. Ngay sau đó, Hội đồng thẩm định Trung ương có kế hoạch cụ thể với 16 nhiệm vụ và 28 nội dung thẩm định chi tiết. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến thành lập tổ công tác đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thẩm định phê duyệt quy hoạch tỉnh do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, các phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ phó và Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực. Tại hội nghị, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thảo luận cho ý kiến về trách nhiệm của đơn vị tư vấn, việc phối hợp giữa các sở ngành và việc bám sát các nội dung thẩm định của từng chuyên gia, bộ ngành trung ương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành theo các nội dung trong kế hoạch thẩm định của Hội đồng thẩm định Trung ương. Từng đồng chí giám đốc sở được giao nhiệm vụ phải trực tiếp bám sát lĩnh vực ngành phụ trách theo từng bộ ngành chủ quản, đảm bảo không quá 2 tuần sau khi xin ý kiến các bộ ngành sẽ có văn bản trả lời, làm sao để đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng, cơ bản đúng định hướng của tỉnh. Tất cả những nội dung gì mà của tỉnh hiện nay các sở ngành mà đã tích hợp vào quy hoạch tỉnh thì bộ ngành trung ương thẩm định, thì bây giờ các đồng chí bảo vệ cách thành quả mà các đồng chí đưa ra. Nói tóm lại là như vậy thôi, chứ chả có gì mới cả. Nhưng mà quan trọng nhất là các đồng chí có bảo vệ được không? Thì tôi đề nghị là các đồng chí trực tiếp các đồng chí giám đốc đi làm việc với các bộ ngành của mình, ngành dọc để làm sao ta có một quy hoạch tỉnh tròn đúng theo ý mình đặt ra ban đầu. Chứ không, tôi sợ nhất là cái quy hoạch đầu tiên rất là đẹp, đưa ra đẹp lắm, giống như cô gái 17 ấy. Sau khi là các bộ ngành tham gia ý kiến cũng thêm tí, bớt tí, thì cuối cùng lại thành ông đạo, từ cô gái 17 thành ông đạo 70. Mình đã có ý tưởng của mình rồi, tâm huyết với tỉnh rồi. Hai là với ngành của mình rồi thì các đồng chí tiếp tục phải bảo vệ cái quan điểm đó của mình. Việc sớm hoàn thành lấy ý kiến của Hội đồng thẩm định Trung ương là bước quan trọng trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên.